Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC14. Tôi là Thúy Dương. Hôm nay chủ nhật ngày 28 tháng 12 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhìn lại mùa mưa bão năm 2014, năm được đánh giá là có tần suất mưa bão thấp, lũ nhỏ nhưng thiệt hại do thiên tai gây ra lại rất lớn. Thêm một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại công trình thi công đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Một dàn giáo bất ngờ đổ sập đè nát một chiếc taxi, rất may không có thiệt hại về người. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh kiểm soát chặt chẽ sức khỏe 31 thai phụ bị tiêm nhầm vaccine DPT phòng bệnh ho gà, uốn ván, bại liệt. Máy bay chở hơn 150 hành khách của AirAsia mất tích, nhiều giả thiết đã được nêu ra. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, số phận của chiếc máy bay vẫn rất bí ẩn. Quảng trường thời đại của Mỹ chuẩn bị cho khoảnh khắc đón chào năm mới 2015. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày mưa ẩm thì sang đến ngày hôm nay, 28 tháng 12, miền Bắc đã trở lại với dạng thời tiết rét và khô hanh nên tương đối thuận lợi cho các hoạt động thường nhật cũng như vui chơi trong ngày nghỉ cuối tuần. Chúng ta cũng sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo tình trạng rét khô hanh và có nắng sẽ tiếp diễn trong những ngày này. Với các tỉnh miền Bắc, do nằm sâu trong khối không khí khô nên từ ngày 30 tháng 12 năm 2014, đến ngày 3 tháng 1 năm 2015, trời vẫn phổ biến không mưa, rét buốt vào đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến cho khu vực Trung Du và Đồng Bằng là từ 10 đến 13 độ C, vùng núi thấp hơn. Tuy nhiên, vào ban ngày trời giảm mây hửng nắng, với nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ C. Khu vực có thời tiết xấu nhất trong dịp nghỉ có lẽ là các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt từ Quảng Bình đến Khánh Hòa khi trời nhiều mây và có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Trái ngược với cái rét đặc trưng của miền Bắc, thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong thời kỳ này phổ biến ít mưa, ngày nắng, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí. Riêng từ chiều tối và đêm ngày mùng 2 đến sáng ngày mùng 3 tháng 1 năm 2015, tại đây có khả năng trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Miền Bắc đã vào giai đoạn mùa khô nên lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã giảm mạnh. Tuy nhiên thì các nhà máy vẫn đảm bảo đủ nước để phát điện mùa khô khi xả nước 3 đợt vào đầu năm 2015 để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất được lịch xả của 3 đợt như sau. Đợt 1 lấy nước từ 0 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2015 đến 24 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2015. Đợt 2 lấy nước từ 0 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2015 đến 24 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2015. Đợt 3 lấy nước từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2015 đến 24 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2015. Trong thời gian này, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội được duy trì ở mức 2,2 m trở lên. Để đảm bảo xả đủ nước và tiết kiệm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia lập kế hoạch chi tiết về vận hành các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, thực hiện điều tiết nước ở các hồ thủy điện và vận hành hệ thống điện hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương, các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch chi tiết lấy nước, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, tập trung đưa nước lên ruộng theo đúng kế hoạch. Đã hơn chục ngày qua, hơn 100 hộ dân ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Mọi sinh hoạt đã trở nên rất khó khăn, cuộc sống của gần 100 nhân khẩu đã bị đảo lộn. Và cho đến nay, người dân vô cùng bức xúc về tình trạng trên. Hơn chục ngày nay, cứ vào 6 giờ tối, chị Hoa ở phố Lê Quý Đôn lại phải xách xô đi xin nước về dùng. Quần áo của cả gia đình thì ủ thành một đống vì không có nước để giặt. Ngày nào cũng phải xách, ngày xin hai lần mà xin nhiều quá thì cũng ngại người ta, mà không xin thì không có nước dùng. Hơn 100 hộ dân khác sống tại ngõ 55 Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng cũng đang chịu tình cảnh tương tự. Những chiếc bể đựng chung cạn trơ đáy, người dân thì cắt cửa nhau canh nước suốt cả ngày lẫn đêm. Ở khu dân cư này, thiếu nước
đã là vấn đề từ lâu. Nhưng chưa khi nào thời gian mất nước lại kéo dài như năm nay. Xí nghiệp cấp nước Lương Yên, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước tại đây, thì gần như đứng ngoài cuộc. Rất nhiều lần chúng tôi đã gọi điện, nhưng lần đầu thì bảo là chúng tôi sẽ cho người xuống để kiểm tra. Nhưng mà lần thứ hai thì gọi thì không cầm máy và tắt máy đi. Mà chúng tôi theo dõi thì không thấy ai đến kiểm tra cả. Cuộc sống của gần 1.000 nhân khẩu gần như bị đảo lộn trong hơn một tuần qua. Bức xúc là điều dễ hiểu khi mà tháng nào họ cũng trả tiền hóa đơn đầy đủ. Còn nước thì vẫn thiếu. Đời sống của mọi người trong khu tập thể số 4 này cực kỳ khó khăn về cái nguồn nước là một. Cái thứ hai là bây giờ là kêu cũng nhiều rồi. Mà thật sự là mình cũng sống ở trong cái trung tâm thành phố này. Hàng tháng mọi người đều là đóng cái tiền phí nước rất rõ ràng. Mà chỉ đòi hỏi cái yêu cầu thì là cung cấp nước đầy đủ cho mọi người sống. Với người dân phường Bạch Đằng lúc này, họ đơn giản chỉ muốn có đủ nước để sinh hoạt hàng ngày. Thưa quý vị, năm 2014 cũng đánh dấu một năm có nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, quy luật khí tượng bị phá vỡ diễn ra trên khắp cả nước. Dù ít bão đến kỳ lạ, nhưng thiệt hại do các loại hình thiên tai nguy hiểm gây ra vẫn không hề giảm so với trung bình nhiều năm. Mời quý vị cùng nhìn lại những ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống của người dân trong tổng hợp ngay sau đây của nhóm phóng viên VTC14. Những tháng đầu mùa mưa bão năm 2014, khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở ven sông, bờ biển đã trở thành một nỗi lo lớn. Từ Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau cho tới Kiên Giang, từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây, từ các sông lớn đến hệ thống kênh rạch chằng chịt, đầu đầu cũng sạt lở. Đất đai không thể canh tác, mùa vụ mất trắng, người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đỉnh chiều cường ở thành phố Hồ Chí Minh cứ năm sau lại cao hơn năm trước một cách đáng báo động. Những ngày giữa tháng 10 năm 2014, người dân thành phố Hồ Chí Minh hết sức ngỡ ngàng khi lần đầu tiên phải đối mặt với tình cảnh ngập úng chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Nước chiều ào ạt dâng cao lại đúng lúc tan tầm buổi tối, gây ra tình cảnh náo loạn trên các tuyến đường. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh chiều thực đo tại trạm Nhà Bè tối ngày 10 tháng 10 đã đạt 1,7 m, vượt mức đỉnh lịch sử 2 cm. Đem số liệu này so sánh trong 10 năm trở lại đây, sẽ thấy đỉnh chiều cường đang có xu hướng ngày càng dâng cao. Trước đó, suốt từ tháng 12 năm 2013 đến gần hết tháng 6 năm 2014, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đã diễn ra hạn hán nghiêm trọng do thiếu mưa và thời tiết nắng nóng kỷ lục. Lượng mưa thiếu hụt từ 50 đến 90% so với trung bình nhiều năm, khiến hệ thống nhiều sông hồ cạn kiệt, thấp hơn mức quan trắc lịch sử 30 năm qua. Đặc biệt, riêng tại Bình Định, hạn hán đã lên mức đỉnh điểm, chưa từng xảy ra trong lịch sử. Những người nông dân đã phải vắt kiệt những giọt mồ hôi trên những cánh đồng khô cháy để cứu lúa. Khô hạn, nắng nóng đã được cảnh báo từ trước, nhưng mức độ gai gắt, thời gian nắng nóng kéo dài đầu mùa khô là điều rất bất thường, nhất là khi khu vực này từng phải đối mặt với trận lũ lớn cuối năm 2013. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2014 đã có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Số lượng bão giảm đột ngột so với 14 cơn bão của năm ngoái, cho thấy sự biến động bất thường của tự nhiên. Thế nhưng không vì thế mà thiệt hại về người lại giảm đi. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, thiên tai năm 2014 đã làm gần 100 người chết và mất tích, khoảng 800 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, cùng 200.000 hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2014 ước tính gần 10.000 tỷ đồng, xấp xỉ trung bình mọi năm. Cùng với sự gia tăng của tình trạng biến đổi khí hậu, sự bất thường của các hiện tượng cực đoan, thiên tai năm 2014 thực sự là lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất cho tương lai.
Sáng nay tại địa bàn xã Quốc Oanh, huyện Đa Tè, tỉnh Lâm Đồng, một chiếc xe chở gỗ lậu đã đâm chết một cán bộ kiểm lâm khi bị yêu cầu kiểm tra. Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay, khi đó ông Vũ Xuân Hải là đội trưởng đội kiểm lâm cơ động số 2, nhận được tin báo có xe chở gỗ lậu qua địa bàn xã Quốc Oanh nên cùng một cán bộ kiểm lâm khác dùng xe máy đi tuần tra. Khi xe của ông Hải đi đến địa điểm nêu trên thì phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, chiếc ô tô nghi vấn trên đã tông thẳng vào xe máy chở hai cán bộ kiểm lâm, khiến ông Hải tử vong và cán bộ kiểm lâm còn lại bị thương. Qua kiểm tra, trong thùng xe ô tô trên có chở nhiều phách gỗ các loại. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tạm giữ chiếc xe ô tô cùng tài xế để phục vụ cho công tác điều tra. Chuyển sang một thông tin khác. Vừa được thi công trở lại chưa đầy bao lâu, công trình thi công đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông lại để xảy ra một sự cố vô cùng nghiêm trọng. Vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, giàn giáo của công trình này tại khu vực bến xe Hà Đông tại đường Trần Phú Hà Nội đã đổ sập xuống đường, đè lên một chiếc taxi. Rất may không có thiệt hại về người. Vào thời điểm trên, chiếc xe taxi của hãng Quê Lụa chở theo 3 người khi vừa đi đến khu vực bến xe Hà Đông, đường Trần Phú thì bất ngờ bị hệ thống giàn giáo và bê tông xà mũ của trụ H7 dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh Hà Đông đổ sụp xuống. Rất may mắn, cả 4 người trên xe đều không bị thương. Nhà tôi đang ngủ cạnh đây thì 3 giờ 20 tôi dậy vệ sinh, mình nghe tiếng rầm, tôi mở cửa ra thì thấy sập. Lúc ấy công nhân là lôi ra trong xe đấy có 3 người con gái và một người lái xe. Chiếc taxi gần như bẹp dí dưới một đống sắt thép ngổn ngang. 1/3 bị ngập trong bê tông đã đông cứng. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do giàn giáo bị dịch chuyển. Vì vậy, khi đổ bê tông xà mũ, phần bê tông cốt thép có hình nét ngang của chữ T trên đỉnh trụ. Giàn giáo mất khả năng chịu lực làm sập hệ thống sàn. Đáng chú ý, khu vực xảy ra sự cố cách nơi từng xảy ra vụ tai nạn chết người trước đó chỉ khoảng 200m. Gần 12 giờ trưa, nghĩa là gần 8 tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, thì công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Và có lẽ là phải mất một thời gian khá dài nữa mới có thể đưa được chiếc xe ô tô ra ngoài. Sau khi vụ việc một thanh thép rơi xuống khiến một người tử vong diễn ra cách đây chưa lâu, thì sự việc xảy ra ngày hôm nay sẽ khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu rằng cái lời hứa đảm bảo về an toàn tại công trình thi công đường sắt trên cao của Bộ Giao thông Vận tải, của chủ đầu tư, của nhà thầu và đơn vị thi công đã được thực hiện như thế nào? Mặc dù trước kia đã có một cái vụ an toàn xảy ra, mất an toàn xảy ra, nhưng chúng tôi đã cho rà soát dừng lại toàn bộ dự án, rà soát lại rất là kỹ càng về công tác an toàn giao thông, an toàn lao động. Nhưng mà hôm nay này, xảy ra cái rà giáo này, nó bị sập rà giáo xuống, thì chúng tôi cho rà soát lại xem sai sót ở những khâu nào. Người dân lại được một phen kinh hoàng. Ai sẽ đảm bảo cho sự an toàn và tính mạng của họ khi phải thường xuyên qua lại trên tuyến đường huyết mạch của thủ đô? Để thôi chấp nhận nơi nên đi tránh nhá, đi tránh vào cái đường trong nhá, để mình an toàn thôi. Còn không mình đi đường ngoài chưa biết đến lúc nào là nó đổ rồi. Công trình này nó không được bảo đảm cho nên là dân ai đã lo sợ. Thì là nếu mà xong thì cũng không dám đi. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, người trực tiếp theo dõi và giám sát thi công dự án này. Bộ Giao thông Vận tải cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể liên quan. Vào sáng ngày hôm nay 28 tháng 12, Ban Chỉ đạo Khẩn nguy Hàng không tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống đối phó với hoạt động khủng bố, bắt cóc con tin, đặt bom gây nổ tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh. Tình huống giả định được đặt ra là khi các nhân viên an ninh sân bay đang làm thủ tục cho khách thì xuất hiện một nhóm 6 đối tượng giả làm hành khách có trang bị vũ khí. Chúng bất ngờ tấn công làm một nhân viên an ninh tử vong và khống chế toàn bộ hành khách cùng nhân viên sân bay làm con tin. Nhận chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương tổ chức giải cứu con tin, khống chế nhóm khủng bố, các lực lượng công an và bộ đội công binh tổ chức siết chặt vòng vây, thực hiện phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Trước tình huống xấu có thể ảnh hưởng đến tính mạng con tin, các lực lượng đã triển khai nhiều mũi áp sát tòa nhà nơi con tin đang bị khống chế, chấn áp các đối tượng khủng bố. Thực hiện theo phương án tác chiến, các lực lượng đã giải cứu thành công, tiêu diệt 2 tên khủng bố, bắt 4 tên và vô hiệu hóa toàn bộ số bom mìn mà chúng đã gài. Buổi diễn tập diễn ra thành công là bài học kinh nghiệm giúp các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả trong phối hợp tác chiến trong mọi tình huống xấu.
Vào rạng sáng ngày hôm nay, hàng trăm cảnh sát đã bất ngờ đột kích vào vũ trường O2 Gold Club nằm trên đường Hồ Huấn Nghiệp tại phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra hành chính. Một số lượng lớn thuốc lắc và ma túy đã bị thu giữ. Lực lượng kiểm tra khoảng hơn 100 người thuộc các đơn vị cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an quận 1 và đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bao vây vũ trường O2 Gold Club. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện có hơn 300 người đang nhảy nhót quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đến hơn 2 giờ, công tác kiểm tra những vi phạm và dấu hiệu tình nghi kết thúc. Cảnh sát phát hiện rất nhiều viên thuốc lắc và một túi ma túy. Kết thúc buổi kiểm tra, cơ quan công an đã đưa 24 người về trụ sở để điều tra làm rõ. Được biết, vũ trường O2 Gold Club là một trong những nơi ăn chơi hạng sang lớn nhất tại Sài Gòn, với sức chứa hàng trăm người, nằm giữa trung tâm quận 1 trong khu vực nhiều nhà hàng và quán bar sầm uất. Trước đó vài giờ, lực lượng chức năng đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh khác trên đường Phạm Ngũ Lão và Tôn Thất Tùng tại quận 1 nhưng chưa biết rõ sai phạm. Thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không nguồn gốc ngày càng phổ biến và khó quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận như vậy khi nhìn lại công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố trong một năm qua. Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa bàn có khoảng 20.000 hộ kinh doanh thức ăn đường phố, kiểm tra 18.000 hộ thì có khoảng 8.000 hộ vi phạm với các lỗi thường thấy như nơi kinh doanh chưa cách biệt với nguồn ô nhiễm như cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh, thức ăn chưa được che ruồi, bụi bẩn, côn trùng, thực phẩm sử dụng các loại phụ gia cấm. Có đến 30% số hộ buôn bán sử dụng nước rửa thức ăn, rửa chén đĩa và nước đá bẩn cho khách không đúng quy định. Để ngăn chặn, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thức ăn đường phố, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận huyện đồng loạt nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn tập huấn miễn phí kiến thức an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh. Sở này cũng xây dựng mô hình điểm kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố tại hai phường thuộc quận 4 và quận Tân Phú. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc 31 thai phụ bị tiêm nhầm vaccine DBT phòng bệnh ho gà, uốn ván bại liệt thay vì vaccine uốn ván tại trạm y tế Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Bộ Y tế và các chuyên gia đã khẳng định đây là một sự cố rất đáng tiếc, là sai sót nghiêm trọng, gây mất lòng tin của người dân đối với ngành y tế nói chung, với công tác tiêm chủng mở rộng nói riêng. Để đánh giá chính xác vaccine 3-in-1 DBT có ảnh hưởng đến thai phụ và thai nhi hay không, Sở Y tế Bắc Ninh đã thành lập tổ tư vấn theo dõi quản lý thai nghén cho các thai phụ đến khi sinh. Tổ tư vấn gồm các chuyên gia sản phụ khoa, nhi khoa và chuyên khoa về tiêm chủng của tỉnh Bắc Ninh do Phó Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng. Nếu thai phụ có nhu cầu đi khám, thậm chí lên tuyến trên hoặc bất kỳ vấn đề gì bất thường cũng sẽ được miễn phí. Đánh giá về việc vaccine tiêm nhầm DPT ảnh hưởng như thế nào đến thai phụ, Phó Giáo sư Trần Danh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp khám, sàng lọc trước sinh cho các thai phụ cho biết, qua theo dõi, người mẹ và thai nhi ổn định, hình thái thai hoàn toàn bình thường, vaccine không phải vaccine sống thì không thể vào thai nhi được. Tuổi thai của thai phụ đã lớn, các cơ quan của trẻ đã hình thành, vì vậy có thể khẳng định chắc chắn vaccine không gây dị dạng cho thai nhi. Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới cũng khẳng định vaccine được tiêm cho phụ nữ mang thai từ 14 tuần trở đi, khi đó thai đã qua 3 tháng, giai đoạn phát triển thành hình, vì thế không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Chúng tôi đã triệu tập một khẩn cấp hội khoa học, bao gồm các nhà khoa học hàng đầu về các lĩnh vực vaccine, miễn dịch, dị ứng, sản khoa, nhi khoa, ngồi lại với nhau để bàn về những đánh giá, những tác động có thể nguy hại đến sức khỏe của phụ nữ có thai và trẻ em và sẽ sơ sinh. Và hội đồng đã cân nhắc cả những ý kiến tư vấn với chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam về tiêm chủng vaccine. Hội đồng đưa ra một số cái kết luận cuối cùng sau khi họp một buổi sáng ngày 22 tháng 12 vừa rồi. Thì kết luận của hội đồng là kết luận cuối cùng là cái việc tiêm nhầm vaccine bạch hầu ho uốn ván lẽ ra tiêm cho trẻ em thì tiêm cho phụ nữ mang thai không có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cả bà mẹ lẫn phát triển thai nhi. Dù khẳng định vaccine không gây tác hại cho thai phụ và thai nhi, nhưng Bộ Y tế cũng thẳng thắn thừa nhận nhân viên tiêm chủng đã mắc sai sót nghiêm trọng, không thể chấp nhận được và sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào nếu cả 31 thai phụ bị tiêm nhầm một loại vaccine sống nào đó mà không phải là vaccine DPT. Một trong những bài học đau xót cho sự lơ là, chủ quan của nhân viên tiêm chủng
chính là sự vụ 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B ở Quảng Trị ngày 20 tháng 7 năm 2013 mà nguyên nhân cũng là do tiêm nhầm thuốc. Chuyển sang phần thông tin quốc tế, thêm một thông tin buồn với ngành hàng không Malaysia nói riêng và thế giới nói chung. Vào sáng ngày hôm nay, một chiếc phi cơ của hãng hàng không AirAsia chở 162 người đã mất tích khi trên đường từ Indonesia tới Singapore sau khi phi công xin bay theo đường khác vì thời tiết quá xấu. Hiện một chiến dịch tìm kiếm đang được tích cực triển khai. Một số tờ báo địa phương đã nêu ra khả năng máy bay đã rơi xuống biển. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được các nhà chức trách xác nhận. Trong thông báo của mình, hãng hàng không AirAsia cho biết chuyến bay mang số hiệu QZ8501 xuất phát từ thành phố Surabaya, Indonesia tới Singapore lúc 5 giờ 35 phút sáng ngày 28 tháng 12 đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu từ 7 giờ 24 phút sáng nay theo giờ địa phương. Máy bay chở 155 hành khách và 7 thành viên tổ bay, trong số hành khách có 138 người lớn, 16 trẻ em và một trẻ sơ sinh. AirAsia cho biết tại thời điểm này, công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của Trung tâm Hàng không Indonesia. Hãng đã thành lập Trung tâm Cứu nạn khẩn cấp dành cho các gia đình, thân nhân của những hành khách có mặt trên chuyến bay. Trung tâm sẽ được mở cửa 24 giờ cho đến khi chúng ta tìm kiếm tất cả các thông tin. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể bình tĩnh và chúng ta không nên suy đoán về diễn biến của vụ việc. Lúc này, việc quan trọng nhất là tập trung mọi nỗ lực cho quá trình tìm kiếm chiếc máy bay. Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Vận tải Hàng không Indonesia, phi cơ đã bay ở độ cao hơn 9.700 mét và xin được bay lên độ cao gần 11.600 mét để tránh mây. Hiện giới chức Indonesia chỉ xác nhận tình trạng không còn liên lạc được của QZ8501, chứ không đưa ra bình luận nào về số phận của nó. Tuy nhiên, một số báo chí địa phương dẫn lời các quan chức cứu hộ nước này cho biết máy bay đã rơi ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Sumatra. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức. AirAsia cho hay cơ trưởng máy bay có kinh nghiệm hơn 6.100 giờ bay, trong khi cơ phó đã thực hiện 2.275 giờ bay. Máy bay là một chiếc Airbus A320-200 với lần bảo dưỡng gần đây nhất của phi cơ là vào ngày 16 tháng 11. Thưa quý vị, vụ việc xảy ra khi năm 2014, một năm được coi là thảm họa đối với hàng không Malaysia, đang chuẩn bị kết thúc. Trước đó, hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines đã mất hai chiếc máy bay trong năm nay là MH370 và MH17. Mặc dù cho đến giờ phút này vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng về số phận của những người có mặt trên chuyến bay mang số hiệu QZ8501, song thân nhân của các hành khách vẫn luôn hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tại sân bay Juanda ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, hàng chục bạn bè và người thân của các hành khách trên chuyến bay định mệnh đang lo lắng chờ đợi. Chăm chú nhìn tờ danh sách các hành khách trên QZ8501, nhiều người vẫn không thể tin rằng người thân của họ giờ đã mất tích bí ẩn cùng chiếc phi cơ. Tôi hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, cầu Chúa phù hộ cho tất cả mọi người. Lẽ ra tôi cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh này, nhưng cách đây 2 tuần tôi đã hủy chuyến vì có việc bận đột xuất. Tôi có 2 người bạn và họ đã lên chuyến bay cùng với 5 người thân. Nói thật là tôi đã dự định sẽ đón năm mới 2015 ở Singapore. Mới sáng nay tôi còn nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi của họ. Thế rồi tin dữ đến. Trên mạng xã hội, hãng AirAsia đã đổi ảnh đại diện từ màu đỏ truyền thống sang màu xám sau vụ mất tích của QZ8501. Chiếc Airbus 320-200 dự kiến sẽ đến Singapore vào 8 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Indonesia AirAsia là một hãng chi nhánh của hãng hàng không AirAsia của Malaysia. Theo hãng tin Anh Reuters, AirAsia của Malaysia lẫn bất cứ chi nhánh nào của hãng ở Indonesia, Thái Lan, Philippines và Ấn Độ chưa từng gặp bất kỳ sự cố hay va chạm lớn nào kể từ khi đi vào hoạt động bằng ngân sách của Malaysia vào năm 2002. Ngay sau khi nhận được thông tin về máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng AirAsia mất tích, Trung tướng Võ Văn Tuấn là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, Lữ đoàn Không quân 918, đơn vị đã đưa các máy bay AN-26 tham gia tìm kiếm máy bay MH370 đang trong tình trạng sẵn sàng. Nếu có lệnh từ Bộ Quốc phòng và Quân chủng Không quân sẽ cất cánh tham gia tìm kiếm.
Cũng trong ngày hôm nay, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện chưa nhận được bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào từ phía các cơ quan quản lý hàng không dân dụng Indonesia và Singapore. Theo nguyên tắc thông thường, đường bay nối liền Indonesia sang Singapore không bay qua vùng thông báo bay Hồ Chí Minh do Việt Nam kiểm soát. Nước Pháp đang trải qua đợt giá rét đầu tiên kể từ đầu mùa đông. Hiện tuyết rơi dày đang khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến đường dẫn đến các khu du lịch trượt tuyết ở phía đông của nước này. Kỷ lục ùn tắc được ghi nhận vào chiều tối ngày hôm qua, 27 tháng 12 tại Savoy, một tỉnh miền núi nằm kề bên dãy Alps. Truyền thông Pháp đưa tin 15.000 phương tiện giao thông đã xếp thành hàng dài trên nhiều trục đường chính của tỉnh Savoy, trong khi các xe chuyên dụng được huy động để dọn tuyết. Chính quyền tỉnh Savoy đã thông báo số điện thoại nóng, đồng thời triển khai các trung tâm cứu trợ khẩn cấp tại 12 ngôi làng để những người đi nghỉ đông có thể trú ngụ qua đêm. Dự báo trong những ngày tới sẽ có một trận báo tuyết tại các tỉnh phía đông với lượng tuyết rơi dày từ 10 đến 40cm ở độ cao 1.500m. Ngoài ra, nguy cơ lở tuyết tại nhiều nơi cũng rất cao. Nhà chức trách Hồng Kông vừa thông báo đã phát hiện một phụ nữ bị nhiễm virus cúm gia cầm H7N9. Đây là trường hợp nhiễm cúm H7N9 ở người đầu tiên được xác nhận tại Hồng Kông trong mùa đông năm nay. Cục Y tế và Thực phẩm Hồng Kông cho biết bệnh nhân là một phụ nữ 68 tuổi, hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân này được nhập viện vào ngày 24 tháng 12 với các triệu chứng sốt và viêm phổi. Theo điều tra, người phụ nữ này đã đến đặc khu kinh tế Shenzhen vào ngày 13 tháng 12 cùng với hai người bạn và họ đã ăn thịt gà ở đó. Hiện các chuyên gia y tế đang cố gắng xác định nguồn gốc lây nhiễm virus cúm H7N9 sang người phụ nữ này. Sau khi phát hiện trường hợp nhiễm cúm H7N9 đầu tiên ở người, nhà chức trách Hồng Kông đã nâng mức phản ứng với dịch cúm gia cầm ở đặc khu lên mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh và nhập khẩu gia cầm ở Hồng Kông sẽ không bị ảnh hưởng. Hãng tin Xinhua Trung Quốc đưa tin, vào tối ngày 27 tháng 12, Internet và mạng 3G của điện thoại di động ở Triều Tiên lại bị mất một lần nữa. Sự việc trên xảy ra sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là một con khỉ và cáo buộc Washington đánh sập mạng Internet của Triều Tiên. Vào lúc 19:30 ngày 27 tháng 12 giờ địa phương, mạng Internet và mạng di động 3G của Triều Tiên đã bị tê liệt. Và đến 21:30 cùng ngày vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Trang tin này cũng cho biết mạng Internet của Triều Tiên rất không ổn định trong suốt cả ngày 27 tháng 12. Một công ty an ninh mạng có uy tín của Mỹ là Dean Research xác nhận mạng Internet của Triều Tiên đã bị gián đoạn trên phạm vi toàn quốc trong ngày 27 tháng 12. Trước đó cùng ngày, Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên đã ví ông Obama hành động như một con khỉ trong khu rừng nhiệt đới. Xúi dục các rạp công chiếu bộ phim hài The Interview có nội dung giả tưởng xoay quanh âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong một tuyên bố ngày 27 tháng 12, Triều Tiên một lần nữa chối bỏ cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công mạng đối với hãng phim Sony Pictures. Triều Tiên yêu cầu Mỹ cho xem bằng chứng đối với cáo buộc nói trên. Mặt khác, Ủy ban Quốc phòng Mỹ cũng bác bỏ sự liên quan của nước này đối với vụ việc cắt Internet của Triều Tiên. Revealed yet another outage. Đã từ hơn 100 năm nay, quảng trường thời đại ở New York, Mỹ luôn là địa điểm chào đón năm mới nổi tiếng nhất trên thế giới. Theo dự đoán, vào thời điểm giao thừa, khoảng hơn 1 triệu du khách sẽ đổ về đây để đón xem quả cầu pha lê từ từ hạ xuống nhằm chào đón thời khắc chuyển giao năm mới với năm cũ. Đến nay, khi chỉ cách năm 2015 vài ngày nữa, các hoạt động chuẩn bị chào đón năm mới gần như đã hoàn tất. Hiện những công nhân đã lắp những mảnh pha lê cuối cùng trên quả cầu cao 3,6 mét, được thiết kế với chủ đề món quà của sự dũng cảm. Năm nay sẽ có một quả cầu pha lê hoàn toàn mới, được dựng trên 12 chân với 2.688 mảnh pha lê. Quả cầu pha lê mới này sẽ đại diện cho sự dũng cảm. Nếu bạn nhìn kỹ vào các cột ion được cắt phức tạp thì mới hiểu tại sao nó lại được đặt tên như vậy. Với chủ đề đặc biệt này, công ty Waterford đã trao một chiếc cúp pha lê kỷ niệm cho Ủy ban Cứu trợ Quốc tế vì những cống hiến trong năm nay. Ngày mai 29 tháng 12, nhà chức trách thành phố New York sẽ thử nghiệm thả quả cầu pha lê để đảm bảo buổi lễ đón giao thừa diễn ra tốt đẹp. Vào đêm 31 tháng 12, khi mọi người cùng đến những giây cuối cùng, quả cầu pha lê sẽ được thả xuống và những mảnh giấy nhiều màu sắc sẽ phủ kín bầu không gian.
đó cũng là lúc mọi người hô vang lời chúc mừng năm mới và đồng thanh cất lên những giai điệu tuyệt vời của bài hát truyền thống đón năm mới. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.